Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Bây giờ đây là mình đang ở trên đường Đỗ Quang Tháng nè. Là nó sẽ đi từ cái đường quốc lộ rẽ vào khu Gò Hội. Đây là thư viện cũ nè em. Đây là gì ta? Trung tâm văn hóa huyện Đức Phổ. Cái nơi này là diễn ra rất nhiều sự kiện nè, văn nghệ, hát múa, sinh hoạt rồi đó. Nè, có quán cà phê đó nè, mèo. Gì đó ta? Milano, Milano đúng không? Napoli. Cái bên này là vô nhà hàng Phương Thảo nên tôi chấp dịch vụ đám cưới này. Phần văn hóa thông tin. Này là trường tiểu học thị trấn Đức Phổ nè. Trường tiểu học thị trấn thì bên này là đối diện với lại trường mầm non thị trấn. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ. Ở đây cái chỗ bằng xoay bằng rẽ phải là lên lại cái khu cộng đồng chỗ tượng đài các bạn. Điện lực Đức Phổ này đúng không? Vô ba lần đó. Ban Đức Phổ. Giờ giờ nó là vậy mà. Đây là trung tâm giáo dục hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đây là phòng tài chính kế hoạch. Ở nơi này mấy cái đường này là tập trung nhiều văn phòng nhất đúng không? Kho bạc nhà nước nè. Tất cả các cái văn phòng của nhà nước, bệnh viện là tập trung ở cái con đường này hết á. Đây là chi cục thi hành án dân sự. Liên đoàn lao động. Điểm giao dịch, phòng giao dịch huyện Đức Phổ. Đó, tất cả các ban phòng, văn phòng rồi là tập trung liên tiếp nhau luôn. Này là gì ta? Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. À, nơi đây là xuống học thông tin đảng luôn, có chứ nè. Tiếp quá. À, đây là sắp tới bệnh viện huyện Đức Phổ rồi đó. Bên này đối diện bệnh viện thì có rất là nhiều quán ăn luôn. Là bệnh viện huyện nè. Đó, bệnh viện đa khoa Đặng Thị Trâm. Còn phía bên này là quán ăn và nhà dân. Còn nhiều viên nắng thanh niên. Dung lượng nó hay nhà điện bả. Biết đó. Có anh nào đây? Này có xe ô tô màu cam này chứ. Cái đó màu cam. Nào màu cam đồng hả? Không gì. Nghe thì không thích cái xe màu đó đâu. Nhưng mà có rồi mà thích. Đường này cũng lớn vậy. Thiệt mà đây là trung tâm chăm sóc gì ta? Trung tâm chăm sóc xế hả? Trung tâm xe ô tô hả? Trung tâm chăm sóc xế nữa chứ. Chăm sóc xế ra nha. Karaoke đồng dao. Nhìn hay. Wow, cái nhà này có hoa me đẹp quá à. Nhỏ trên đó. Nè,
tức là máu hay gì thích được thế nào à.